Được ở Sega Game. Cho đi à, coi như là học thế này mà không có tiếng Việt thì nhiều ta cũng có ba ly, thành ra bốn ly cái tháng nghe cũng kỳ lắm ha. Này 247 à, 247 chứ không phải 245, 247 đó. Cái câu này là đúng là 247 nè, nhưng mà phải thêm phần tiếng Việt của ngài Hòa thượng Minh Châu nữa. Rồi à, cố gắng chỉnh lại ha, xin kim ha. Rồi bây giờ Minh Châu của tu nữ Phúc Hạnh à, vừa đến với Pháp hội. Minh Châu xin mê ta xin quyển mộng xin tỷ lâm đạo hữu tâm hạnh xin kim xin men xin duyên xin dụng nguyện. À, mình xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Ratana tại gia sa quần đà vị Bồ Tát Mahesi Arahant Tam Thai Gato Lo Kutamo Sapagaru Hicce Thakolo Kasasatthai Chana Dhammako Vido Vanda Mahanang Narapu. Trên này nhắc rằng Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sanh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tối thượng giáo chủ trí năng vô lượng, tự để ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tam mô Bát Đi Bồ Tát Sa Sa Thu Nô Lô Ca Nam Mình Tha Sa Vi Na Ca Rô Pô Sa Pa Nhu Vút Cha này gia cần pháp bảo với như ánh vàng như lai soi sáng vẹt màng vũ minh phá tan lầm lạc chúng sinh đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin lĩnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô với số thô thú gắt tá sát sao với cô sức khá thú ca mô quá thầm mắt sức khá cô niên đà bất sân xa đi a na đá rô quá rô quần đà mất hành tầng ná ra phù. Cha này gia tầng tăng bảo trên lôn Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai bì. Con xin lễ lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratanatayate Cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta hãy quan sát bài học ngày hôm nay. Chị Kim đưa lên ngắn quá à, chữ nhỏ quá à, bây giờ chúng tôi copy và đưa lên ha để coi quý vị có thấy rõ không à. Đây là chị Christina quên à, 247, 247 ha. Say sưa đến sàn đà nghiện ngập suốt ngày tháng, người ấy không quán bưng gốc mình đời nay. Cái này là của Ngài Hòa Thượng Minh Châu ha. À, nghiện ngập suốt ngày tháng. Rồi, rồi. Rồi rồi làm sao cho chúng tôi copy đưa lên như vậy, nhưng mà coi như là sao bộ không ổn rồi hả à, thay cái kiểu này không ổn rồi. Rồi chiếc kim ơi đã mất tiêu rồi, đưa lên được Pali mà tiếng Việt cái phần
Sikkim đưa lên phần Pali vậy là ổn rồi ha. Còn phần tiếng Việt à, quý vị chờ chút ha, từ từ rồi nó cũng như cái gì cũng vậy ha. Rồi một phần, rồi thêm phần này nữa là xong ngay. Quý vị thấy à, chúng ta học cũng gặp nhiều khó khăn ha. Nắm tiếng lại. Được cái phần tiếng Việt thì nó mất phần Pali, cổ đế, cổ đế. À, thôi, được rồi. Nhà đưa phần Pali lên trước nè, rồi phần tiếng Việt đưa lên sau. Đó là phần Pali ha. Rồi phần tiếng Việt. Rồi, mình chúng ta quý vị chờ chút nha. Bởi vì cái gì nó cũng phải từ từ. Bây giờ chúng ta sẽ đưa hai câu này lên và rút ngắn lại, rồi thêm cái số số vô nữa thật là xong thôi. Rồi, bây giờ thêm số, thêm tên của tác giả nên là xong ha. Quý vị chờ chút đi ha. 247. Alo, quý vị quan hệ ha. Rồi, bây giờ chúng ta đã hoàn chỉnh rồi. Đến bên đạo tràng à, chúng ta nương nhau mà sống, có sức nhiều quan, có sức nhật quỳnh à, chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn à, thấy tương đối thoải mái hơn. Còn bây giờ chúng ta phải tự lực, mà nhiều khi tự lực à, tự là không nói thì chúng ta không phải tự tử thôi, đông trùng nghỉ sớm. Rồi bây giờ như vậy là xong rồi ha. À, quý vị nhìn bảng thấy rõ không? 247 Sura Me Raya Ba Nan Cha, câu đầu tiên ha. Sura Me Raya Ba Nan Cha, Sura Me Raya Ba Nan Cha.
Đó là câu thứ nhất ha. Câu thứ hai nè: Yo naro anu yun chati, yo naro anu yun chati, yo naro anu yun chati. Đó là câu số 2 ha, đọc 3 lần ha. Và bây giờ câu số 3: Ithe wame so lokasmin, Ithe wame so lokasmin, Ithe wame so lokasmin. Rồi, bây giờ tới câu số 4: Mulang khanati attano, Mulang khanati attano, Mulang khanati attano. Câu số 4. Alo, quý vị có nghe rõ và quý vị có thấy bài học ở trên màn hình chưa? Hay là nghe rõ ha? Nghe rồi, bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa từng câu ha. Về tự vấn. Khoan, em bật cái đèn lên cho nó sáng một tí. Giờ hơi tối tối. Mắt mờ rồi, tai cũng điếc luôn. Câu đầu tiên nha. Cảm ơn cô Phúc Hạnh. Sura mê raya ba nan cha, Sura mê raya ba nan cha, Sura mê raya ba nan cha. Ai cảm ơn sư Kim. Ồ, phải chữ bự bự một chút, viết lên chữ nhỏ kiểu này không biết người ta có thấy hay không. Rồi, nhưng mà có tinh thần hưởng ứng như vậy là quá tốt rồi ha. Vô nạ rồ cái chỗ này chắc phải chỉnh lại ha. Nhưng một phần nữa, câu đầu tiên: Sura mê rê nhạc bà nành cha. Chữ Sura mê rê nhạc bà nành cha ở đây chúng ta thấy có bốn từ nó nằm ở trong này, có bốn từ nằm trong này. Chữ Sura ha, Sura nó là một danh từ trung tính nè, mê là giác, nó cũng là một danh từ trung tính nè. Rồi ba ba năng, ba năng do từ ba ná, nó cũng là một danh từ trung tính nè, nam tính nè. Rồi chữ cha là một liên từ, và thì chữ sura có ý nghĩa là rượu men, chất lỏng có cồn, cái chất mà nước mà có men, liên men thì đó gọi là sura. Mà những cái chất đó người ta gọi là rượu men, rượu nấu ha. Những cái mà làm cho con người mà coi như xa xính á, bằng chất nước thì gọi là sura ha. Sura. Rồi mê rà giá, mê rà giá là một danh từ trung tính, akulantanapum sakkalinga. Mê rà giá có nghĩa là việc uống rượu, việc uống rượu mà trong đó ám chỉ là rượu nấu, rượu mà người ta nấu hay rượu hoặc là cái chất mà lên men, gọi là mê rà giá. Và chữ ba năng do từ ba ná, ba ná là một danh từ nam tính, akaranta pumlinga, đúng rồi, thì ba ná, nhưng mà đây nó là ba năng ha. Ba năng là việc uống, chữ ba năng mà có chữ chá nó dính liền ở sau, có nghĩa là m có dấu chấm nó biến mất đi, thêm vào đó chữ n có dấu ngã, cho nên chúng ta đọc là ba năng chá. Đứng rời ra không có chữ chá thì chúng ta đọc là ba năng ha, m có dấu chấm, nhưng mà ở đây dính liền không có dấu chấm mà chữ m nó biến mất, nó xuất hiện chữ n có dấu ngã theo cái quy luật của văn phạm logo và sanh thí thì chúng ta thấy nó ngắn gọn ha.
và dính liền với nhau. Cho nên đây Sura Mê Ra Giáp Bà Nành Cha, việc uống rượu và chất lên men, việc uống rượu và chất lên men, đó là ý nghĩa câu đầu tiên mà Ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch làm sao. Xa xưa đến La Đà, việc uống rượu và chất lên men, xa xưa đến La Đà. Rồi, bây giờ đến câu số 2. Câu thứ hai, quý vị chờ chút ha, chờ tí, bởi vì lối này, cái lối chữ này thì Sít Kim đưa lên nguy hiểm lắm. Hai cái nguyên âm mà đi liền là dễ hiểu lầm. Ha? Quý vị thấy câu số 2 không? Vô na rô, rồi có khoảng cách, chứ không phải vô na rô. Để đi liền với anu yun cha ti. Đây, quý vị chú ý câu này ha. Chúng tôi sửa rồi. Đó, na rô anu yun cha ti. Câu số 2. Quý vị chú ý sửa lại dùm. Chứ hồi nãy thì chữ na rô nó đi liền với yun cha ti. Bây giờ chúng ta phải tách ra. Trên đây dính liền kiểu này dễ hiểu lầm, và nhiều khi chúng ta cũng đọc liếu lưỡi luôn. Chính lại dùng câu số 2 ha. Yo na ro anu yun chati. Rồi, sửa chưa bà con ơi? Chị vô ở đây có nghĩa là người nào, người nào. Rồi chữ Naro do cái từ Nara, Nara là một danh từ nam tính. Nhưng mà chữ Nara này được đứng làm chủ cách số ít. Cho nên Bhatthama Ekavachana Vipatti, cho nên chữ Nara biến thành Naro. Naro có nghĩa là người nam hay là nam nhân. Vô Naro tức là người nam nào ha, cái người nam nào. Rồi Anuyonchati, Anuyonchati đây là một động từ mà chúng ta thấy tiếp đầu ngữ Anu, Anu ở phía trước. Anu đây có nghĩa là gần, dọc theo, theo. Anu nó làm cho cái động từ vun chặt tí mạnh lên. Động từ vun chặt tí do vun có ý nghĩa là đam mê, say mê. Đam mê, say mê. Người nào đam mê hoặc là say mê, đó là ý nghĩa câu số 2. Người nam nào đam mê việc uống rượu và chất lên men, đó là ý nghĩa câu số 2 và câu số 1 ha. Hai câu nó bổ sung nhau. Người nam nào đam mê việc uống rượu và chất lên men. Nói là người nam, nhưng mà thật sự bây giờ người nữ uống còn nhiều hơn người nam nữa. Quý vị đi về miền Tây á, thấy phụ nữ coi như giống ngày mùng 8 tháng 3, phụ nữ buồn lên, nên là thanh niên gì uống cũng cũng không chịu nổi với mấy mấy người nữ. Ở miền Tây là người nữ uống dữ lắm. Còn đây thì nói rằng người nam nào đam mê việc uống rượu và chất lên men. Đó là ý nghĩa câu thứ nhất, câu thứ nhì. Bây giờ qua câu số 3. Y thề quá mê sô lô cát mình. Mình chào Huynh Minh Tâm. Là qua Huynh Minh Tâm mới đến Pháp Hội ha. Hôm nay coi như thiếu Sít Như Quang ha, và thiếu Sít Nhật Quỳnh, cho nên tự biên tự diễn nhờ sự hỗ trợ của Sít Kim nè ha.
rồi siết cơ Pitina này ha. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục câu số 3 này, em đưa bài học lên nhé con. Huynh Minh Tâm nó ôm nó miệng không, không cho thấy bài học gì hết, học cái gì rồi bỏ chạy thì sao. Bây giờ câu số 3 nè, Huynh Minh Tâm: Ý thê quá mê sô lô cát mình, Ý thê quá mê sô lô cát mình, Ý thê quá mê sô lô cát mình. Câu số 3: Ý thê quá mê sô, à nó dính liền nhau ngay bà con, tức là ít thê quăng cộng với eso và nó biến thành ít thê quá mê sô. À, còn nếu mà chúng ta không có sàn khép lại thì ít thê quá mê sô cũng được, à, rời ra cũng được mà dính liền cũng được, thì chữ e à, ít thê mê sô ở đây có nghĩa là chị y tha là này à, rồi chị e số này cũng là này, bởi vì chị e số do cái từ e e e tá, e tá là một đại từ nam tính, à thì cái này à, tức là ám chỉ về cái vấn đề mà rượu và chất say đó, à, ám chỉ về nó, cho nên ý thê quá mê sô cái này đây nè, cái này đây này, rồi sao nữa, lô cát mình trong thế gian này, trong thế gian này, tức là trên thế gian này, ở tại nơi đây nè, ở nơi đây nè, ở nơi này nè, à, tức là ám chỉ trong thế giới này, cái điều quan trọng, cái vấn đề chính là ở tại chỗ này. Mà tại chỗ này là cái gì? Ám chỉ về rượu, rượu men rượu nấu rồi sao, cái câu câu quan trọng nhất là câu cuối cùng: mù lần khanati attano, mù lần khanati attano, mù lần khanati attano. Chỉ mù lăng do cái từ mù lá, mù lá là một danh từ trung tính, akrantana cùng thắt ra mù lá này được chia theo đối các số ít đô tỳ giao vì phát thi e câu quá, cho nên mù lá biến thành mù lăng. Mù lăng có nghĩa là gốc, là rễ, là nền tảng, à, gốc rễ nền tảng. Cho nên chúng ta có một cái câu như thế này đối với Phật giáo: à, si la mu lăng sa sa năng, si la mu lăng sa sa năng. Chữ si la là giới luật ha, mu lăng là nền tảng, sa sa năng là của Phật giáo ha. Si la mu lăng sa sa năng thì ở đây Phật giáo lấy giới luật làm nền tảng, thì ở đây cái nền tảng của thế gian này là cái gì? À, mù lăng khanati attano, đó là cái câu câu kết này ha. Chứ mù lăng cái gốc rễ, cái nền tảng, à, rồi cái gì, cái động từ khanati, động từ này có nghĩa là đào bới, bứng gốc, à, cái này là đào bới hoặc là à, bứng lên, à, cái động từ này là coi như à, đào bới chặt bỏ hoặc là làm cho hủy hoại, khá là tí, à, là nó bứng đi, đào bới,
bước đi đào vỡ cái gì? Atano, chính bản thân mình. Atano là chính mình. Như vậy thì cái câu số 3 và câu số 4, hai câu này nó bổ sung mà nó làm sáng tỏ ý nghĩa. Ngài Hòa Thượng dịch là hạng người ấy không quán, ha, quán có nghĩa là bảo vệ, phòng hộ, quán thúc, bướng gốc mình đời này. Chữ quán, quán chứ không phải là quán nha bà con. Sao ở trong này cái lối dịch của ngài, Hòa Thượng Minh Châu trong này khác cái lối dịch ở đây nè. Đây bây giờ coi cái lối dịch ở trên trên này ha, say xưa đến sa đà, thì ở trong này dịch là uống rượu mang rượu nấu, nghiện ngập suốt ngày tháng, thì trong này là người sống đam mê vậy. Rồi câu số 3, hạng người ấy không quản, thì ở đây là chính ngay tại đời này, bướng gốc mình đời này, thì tự đào bới gốc mình, mỗi chỗ dịch mỗi mỗi khác ha. Uống rượu mang rượu nấu, người sống đam mê vậy, chính ngay tại đời này, tự đào bới gốc mình đó. Cái câu này thấy quen quen nè, ở trong trong sách này có nè. Rồi bây giờ coi như quý vị hoan nghỉ chờ một chút đi ha. Rồi bây giờ học là chúng ta phải phải tiếp thu cái gì mà nó đúng thì chúng ta hoan hỷ ha, còn cái nào mà coi như nó không có ổn thì chúng ta phải chỉnh lại. Chứ còn đừng có nói là ố tôi thế này là số 1 rồi. Ồ không phải đâu, mình còn có người hay hơn mình nữa, cho nên quý vị hoan hỷ chờ chút nha. Quá hay quá hay quá. Rồi như vậy là được rồi gì nè. Sura me la ya ba nan cha yo na ro anu yun cha ti the wa me so lo kas ming mu lang kha la ti ak ta no. Uống rượu mang rượu nấu, người sống đam mê vậy, ngay chính ngay tại đời này, tự đào bới gốc mình. Đó trời ơi, có người khen vậy là mừng quá rồi. Rồi như vậy là uống được không? Chúng ta cứ thế mà. Rồi hôm nay coi không đẹp như là Thích Như Quang, Thích Nhật Quỳnh, nhưng mà coi cũng được được một chút ha, có người khen là thấy mừng rồi. Vậy là tiến bộ lắm rồi. Rồi bây giờ chúng ta nhìn lên bài học ha. Quý vị coi như có xiên thì đưa ra từng câu một đi, còn chúng tôi nói đưa ra một từng câu một á thì nó rời rạc, muốn cũng được vậy. Đưa ra từng câu một rồi quý vị tìm hiểu trường âm và đoạn âm ha. Bây giờ quý vị muốn đưa ra từng câu một hay là để nguyên bài? Thôi đưa ra từng câu một đi, rồi phân tích xong thì đó qua câu thứ hai ha. Sura me raya ba nan cha, Sura me raya ba nan cha, Sura me raya ba nan cha. Tiếng Việt Nam mình nhiều khi mình còn đọc lộn á. Huống gì đây là Bali, mà Bali nằm cả một chùm trong này. Từ này Sura là một, me là giá là ba, năng là ba nè, và chữ chá nữa là bốn. Bốn chữ mình cứ liền một đùm như thế này, một đống thế này, nhìn vô thấy muốn mờ mắt luôn. Thôi thì từng câu một ha, bây giờ chúng ta phân tích câu này có bao nhiêu âm từ,
Alo, câu này có bao nhiêu âm từ? Tam tam 16 hả? Không, một lần thôi. Nhìn nhìn chát lên thấy cũng muốn lộn rồi. Ai system với thiết kiệm nó có 8, đúng không bà con? Thêm người nữa làm chứng nhé. Hai người không biết ai đúng ai sai nữa. À, sư Trung Nguyễn, 8 à. Xú là 1, ra là 2, mê là 3, rá là 4, giá là 5, ba là 6, nanh là 7 và chả là 8. Chính xác ha. Rồi, cảm ơn sư Trung Nguyễn làm trọng tài. Tức là trong ba người này, ai nhất thì tôi đứng nhì, ai mà hơn nữa tôi thì đứng ba. Tức là ba người này ai cũng đúng hết ha. À, xạ thủ. Trong câu số 1 có bao nhiêu trường âm? Alo, bao nhiêu trường âm bà con? À, sĩ kiếm nó có 4 trường âm. Oh, Tittleman cũng nói 4 và sĩ Trung Nguyễn cũng nói 4 trường âm. 4 trường âm đó là chữ ra, chữ mê, chữ ba và chữ nanh. Chính xác 4 trường âm. Và trong bốn trường âm này nó nằm trong bao nhiêu loại trường âm? Nó nằm trong bao nhiêu loại trường âm? Hay quá, hay quá. Sĩ Kim, Sĩ Dung Nguyễn nó có 2 và Sĩ Tờ Man cũng bất chước luôn. Thôi bây giờ mời Sĩ Tờ Man nói rằng hai loại trường âm như thế nào, hay là bất chước người ta đây. Rồi bây giờ mời Sĩ Tờ Man phân tích câu số 1 nha. Alo. Dạ, thưa sư, con xin đọc phân tích câu số 1. Su ra mê giá giá ba năng chá. Chữ su là đoạn âm, chữ ra là trường âm thường, chữ mê là trường âm thông thường, chữ ra là đoạn âm, chữ giá là đoạn âm, chữ ba là trường âm thông thường, chữ năng là trường âm nhấn, chữ chá là đoạn âm. Dạ, con xin hết, có gì sai xin sư sửa lại giùm con. Alo, chào sĩ Kim, sĩ Trung Nguyễn, tặng bông tặng hoa nhiều quá, vậy là chắc đúng rồi. Mặc dầu cái câu su ra mê ra giá ba nành cha phân tích đúng, nhưng mà khi đọc á, khi đọc thì là chỉ là su ra mê ra giá, đọc chữ ra giá, đọc dễ su ra mê ra, nhưng mà khi mà phân tích đó là chữ chữ ra, đọc thì bị vấp, nhưng mà phân tích thì chính xác. Vậy là cũng giỏi rồi. Rồi bây giờ bắt lỗi quá không được, phải chấp nhận những cái gì chính thôi, còn những cái phụ thì quý vị cũng nên du di một tí nha. Rồi su ra mê ra giá ba nành gia, con này có 4 trường âm ha, chữ ra, chữ mê, chữ ba, chữ nành. Nhưng mà bốn trường âm đó nó nằm trong hai loại trường âm. Trường âm nhấn là chữ nanh, trường âm thông thường là chữ ra, mê, ba. Như vậy là đủ rồi ha. Một câu có 8 âm từ mà bốn trường âm thì còn lại bốn đoạn âm. Rồi, nhất trí chưa? Bây giờ qua câu số 2. Câu số 2. Yo naro anu yun chati, yo naro anu yun chati, yo naro anu yun chati. Câu này có bao nhiêu đoạn âm? Alo, câu này có bao nhiêu đoạn âm? Quý vị cho biết là có 5 đoạn âm à. Chữ na là 1 nè,
chữ A là 2, chữ Nú là 3, chữ Chá là 4, chữ Tý là 5, à, 5 đoạn âm, dễ thấy quá ha. Rồi, như vậy thì câu này có bao nhiêu loại trường âm nè? Câu này có bao nhiêu loại trường âm này? À, nó có hai loại trường âm ha. Nhưng mà Sĩ Kim nói rồi, Sĩ Kim với Sĩ Trung Nguyễn, còn Sĩ The Man chắc bí chỗ này, à, cũng cũng bắt chước luôn ha. Rồi thôi bây giờ Sĩ Trung Nguyễn phân tích câu số 2 để cho Sĩ Kim Sĩ The Man coi như mạnh dạn lên một tí chứ, chậm chạp quá làm Sĩ The Man theo không kịp mà. Rồi bây giờ Sĩ Kim Trung Nguyễn phân tích câu số 2 tại sao nó kỳ cục vậy ha. Dạ, con kính lĩnh lễ ơn Đức Ba Ngôi Tam Bảo ạ. Con kính lĩnh lễ Ngài Trí Đức. Dạ, con kính chào các cô chú trong đạo tràng. Con phân tích câu số 2 ạ. Yonaro Anuchun Chati Yonaro Anuchun Anuchun Chati Yonaro Anuchun Chati. Dạ, do là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, rô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, nú là đoạn âm, chun là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tý là đoạn âm. Và trong câu này thì có hai loại trường âm, đó là trường âm thông thường, đó là chữ rô, chữ rô. Trường âm nhấn là có chữ dạ trường âm nhấn là có chữ chun. Dạ, còn lại là đoạn âm ạ. Dạ, con đã phân tích xong rồi ạ. Con có sai chỗ nào con kính xin Ngài sửa lại giúp cho con ạ. Con kính gửi mic lại cho Ngài. Nam mô Bụt Thầy giả. Sa thủ Sĩ Dung Nguyễn à, khi mà phân tích mà có người họ theo dõi, họ nghe, họ hưởng ứng và họ tán thán, như vậy là chắc chắn rằng Sĩ Dung Nguyễn đã thành công. Tôi Sĩ Kim là Sĩ Man đã ủng hộ tối đa ha, với những cái tràng hoa thế này. Sĩ Kim nhiều quá ha. Rồi Sĩ Man ba cái, nhưng mà cũng chứng tỏ rằng thành công. Sĩ Trung Nguyễn câu số 2, phê ta ủng hộ lẫn nhau ha, cũng có lý. Ủng hộ cái này là ủng hộ đúng, chứ đâu phải ủng hộ để mình định hay là thiên vị ha. Bởi vì khi đúng thì tặng hoa, cái đó chính xác rồi. Phân tích thì thấy rằng câu này chỉ có hai trường âm thông thường ha, chữ vô và chữ rô. Một trường âm nhấn là chữ chun ha. Như vậy là câu này ba trường âm, năm đoạn âm, chính xác. Sa thủ Sĩ Trung Nguyễn, hôm nay vị nào cũng giỏi ha. Rồi thôi bây giờ câu số 1, câu số 2, sau khi chúng ta phân tích xong giọng đọc, chúng ta sẽ liên lạc với nhau ha. Sura me rayap ba nan chayo naro anujun chati. Sura me rayap ba nan chayo naro anujun chati. Sura me rayap ba nan chayo naro anujun chati. Như vậy thì câu 1, câu 2 có ai thắc mắc gì không? Alo, câu 1, câu 2 có ai thắc mắc gì không? Thắc mắc thì đưa tay ha. Vậy là im ru ha. Im ru thì bây giờ qua câu số 3. Cứ thế mà làm. Ít thề qua mê sô lô cát mình. Bây này quý vị thấy cái nút ruồi thấy đặc biệt hơn mấy bữa trước ha. Tức là mỗi người một vẻ. Có người thì nút ruồi ở trên mặt.
có người nốt ruồi trên trán, lỗ mũi, lỗ tai, cho nên có nốt ruồi nhưng mà không không ai giống ai nha. Sít Như Quỳnh này đưa nốt ruồi khác, Sít Như Quang đưa nốt ruồi khác, còn ở đây cái nốt ruồi này đặc biệt ha. Khi mà không có Sít Như Quang, không có Sít Như Quỳnh, chúng ta vẫn đọc lô cas mình, có nốt ruồi đó mới đọc là chữ mình, còn không có cái nốt ruồi đó chúng ta đọc lô cas mình. Rồi bây giờ câu số 3. Ithe wa me so lo kasmin. Ithe wa me so lo kasmin. Cái câu, cái chữ thứ nhất, chữ thứ nhì. Quý vị thấy có khi nó liền nhau, có khi nó rời ra. Ở đây Ithe wa me so nó rời ra ha. Nó rời ra. Nhưng mà khi quý vị thấy rằng Ý theo quá mê sô, nó dính liền với nhau, cái khi dính liền, cái khi rời. Nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy nó rời dễ, dễ phân tích hơn ha. Rồi như vậy thì với cái câu số 3 này, quý vị thấy nó có tất cả bao nhiêu âm từ? Alo, có tam không? Vậy thì câu này có bao nhiêu loại trường âm? Có bao nhiêu loại trường âm? Có 3 ha. Rồi Sikaman theo không kịp hả? Cũng theo kịp. Có 3 trường âm. Trong 3 trường âm này thì trường âm thông thường có được bao nhiêu? Alo, trường âm thông thường có được bao nhiêu? Sĩ Kim nói 4, Sĩ Dung Nguyễn, Sĩ Tờ Man cũng nói 4. 4 trường âm thông thường đó chính là chữ thê, chữ mê, chữ xô, chữ lô. Có solo trong đó là có 4 ha. 4 trường âm thông thường. Bao nhiêu trường âm nhấn? Bao nhiêu trường âm nhấn? Quý vị nó có 1 trường âm nhấn ha. Đó chính là chữ cas. Và tìm ra trường âm đọc theo giọng nguyên âm thì mời Quynh Minh Tâm. Quynh Minh Tâm ơi, tham gia chiến đấu cho cô ngồi, ngồi làm trọng tài, đâu có được. Quynh Minh Tâm, câu số 3, đâu có ý kiến với bà con chứ. Nên là ngồi chơi sức nước kiểu này, người ta học buồn. Alo, alo, Quynh Minh Tâm ơi, câu số 3 phân tích làm sao đây? Ý theo quá, mê sô lô cát mình. Quynh Tâm chậm quá, hôm mời sức duyên. Alo, có bận việc gì không? Hay là đang làm việc? Xích Duyên ơi, là Xích Duyên. Câu số 3. Thế theo quá mê sô lô cát mình phân tích sao đây? Đang làm ha. Rồi. Hôm nay thứ bảy nè. Hôm nay thứ bảy City Lâm. City Lâm là coi như đánh rỗi nè. Hồi nãy đương ngủ thọc lét, làm giật mình thức dậy nè. Hôm nay Sít Thị Lâm là thấy rảnh nè. Câu số 3 phân tích sao? Sít Thị Lâm ơi, đang ngủ ngay chuồng ren giật mình, đâu phải một lần đâu, hai ba lần luôn. Alo Sít Thị Lâm, câu số 3, con này khó quá, năn nỉ nè, con đang thâu không cầm biết. Khổ đế nữa. Rồi cái bài học này là Sít Kim đưa lên thôi, Sít Kim giải quyết dùm câu số 3. Alo, câu số 3 Sít Kim. Con kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin phân tích câu số 3 của Kinh Pháp Cú, câu 247.
Có rồi, có phe ta chỉ có hai phe ta, chứ phe ta chỉ có hai ba em mà. Một em nói thì em kia nói nghe rõ, vậy là được rồi đó. Sư biết lần vừa rồi đó sư, con ráng con lên con kệ đó, cái có một con nickname tên Bình Phương, nó kêu trời, rồi nó mất tiêu rồi, không thấy đâu nữa, không biết số phận bây giờ trở ra sao rồi nữa. Thôi để con phân tích cái này để sư nói, vì phân tích thì còn nói chuyện tào lao nữa, tào lao bí đao không. À, đừng đọc đi, cháu đi nghe sư, đừng la con nghe sư. Ý thề quá mê sô lô cát min, ý thề quá mê sô lô cát min. Trong câu này nó có tất cả là 8 từ, nó có đầy đủ ba loại trường âm. Ô quên quên, trời chưa phân tích từng câu nó, trời con lộn nó. Chữ ý là đoạn âm, chữ thề là trường âm thông thường, chữ quá là đoạn âm, chữ mê là trường âm thông thường, chữ sô là trường âm thông thường, chữ lô là trường âm thông thường, chữ cast là trường âm ngắn, chữ min. Còn thích chữ này nhất cái sư, tại vì nó có một nó nút ruồi sư, nó chắc chắn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm rồi đó. Và trong câu này nó có ba Dung Nguyễn Cười Hi rồi sư, nó có ba loại trường âm, nó đầy đủ ba loại trường âm. Trường âm thông thường có bốn là thê mê thê mê sô lô. Trường âm ngắn có một cast, trường âm nguyên âm có một ruồi là chữ mình, đoạn âm có hai, ý và quá. Và con hết rồi đó sư, con xin trả lại, con có sai thì sư phe ta tặng qua trước rồi sư, tặng ba cái bông rồi đó. Alo, Sĩ Kim phân tích nó hết rồi mà cũng còn ráng nói nữa hả? À, trời, chứ người ta tặng bông tặng hoa mới chịu xuống, nhà mình cái ông mình Sĩ Dung Nguyễn tặng hoa, không biết ý kiến của Sĩ Tờ Man thế nào nữa. À, chỉ có mình Sĩ Dung Nguyễn là ủng hộ phe ta thôi ha. Còn phe nghĩa là đọc sai gọi là phe địch, cho nên không có tặng hoa mà đưa một ngón tay lên gọi là nhất dương chỉ thôi. À, nhất dương chỉ là cũng đúng rồi ha. Rồi xà thủ Sĩ Kiềm, mỗi người một câu. À, chúng ta thấy toàn hảo ha. Đi theo quá mê sô lô cát mình, câu thứ nhất câu thứ nhì. À, quý vị thấy rằng nó chỉ có hai loại trường âm, nhưng mà câu số 3 là nó được ba loại trường âm, trong đó trường âm thông thường ha, trường âm ngắn, rồi trường âm đọc theo giọng nguyên âm. À, quý vị thấy như vậy là chúng ta cũng đã hoàn thành câu số 3 ha. Rồi về chúng ta còn một câu cuối cùng, còn câu cuối cùng. À, quý vị chờ chút. Wow, sao cái chỗ này nó hơi 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 khó copy một tí. À, bị dướng cái bị dướng cái con chuột. Vậy chờ chút nha, khổ đế vậy. Ô vào nó tùm lum mà. Thôi bây giờ quý vị thấy câu 247 mà câu cuối cùng á, là chúng ta sẽ học câu đó. À, đưa lên nguyên câu luôn ha, chứ có biên bị cắn cắn con chuột. À, có biên không được. À, quý vị thông cảm. Câu cuối cùng là câu số 4. Ba câu trên chúng ta đã học rồi. À, xà thú xí thi lâm, trời ơi vậy mà nó mắc thâu băng rồi, cái không lên đọc được mà coi như chát lên cái chữ xanh đầy hy vọng ha, màu xanh màu đầy hy vọng. À, thấy rõ ràng quá. Chiếc game thì coi như đọc thì to mà chữ nhỏ xíu à. À, đọc thì to rõ nhưng mà chữ thì coi như nhỏ xíu, coi cũng đuôi mắt luôn. Còn Sĩ Thi Lâm đưa lên xanh lè đầy hy vọng nè, chữ bự nữa. Mù lăng khá ti át ta nô, mù lăng khá ti át ta nô, mù lăng khá ti át
Tano. Câu số 4 là câu cuối ha. Với cái câu này, Mulang Khanati Attano. Câu này có bao nhiêu đoạn âm? Alo, bao nhiêu đoạn âm? À, Sikkim, 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 Dung Nguyễn nó có bốn đoạn âm. À, bốn đoạn âm đó là kha na tí ta, kha na tí ta. Chúng ta học trường âm thì chúng ta cũng phải biết đoạn âm, để khi nào chúng ta đọc cái giọng dài, khi nào chúng ta đọc cái giọng ngắn ha. Rồi, chính xác bốn đoạn âm. Vậy thì còn lại bốn trường âm, trong bốn trường âm này có bao nhiêu loại trường âm nó nằm trong đó, bao nhiêu loại trường âm nằm trong đó? Wow, có ba loại trường âm trong này, có phải không? Six the man, sao chậm chạp quá, chỗ này bí rồi, hàng gì đâu thấy chát chót cái gì lên đâu, thấy Six Dung Nguyễn là Six Kim đó, bây giờ mới chịu được. À, hay là thấy dễ quá rồi không không chịu chát lên đó. À, câu cuối nè, Mù lần Khanati Atano, cho nên chậm quá chắc bắt chước người ta. Rồi, mời Sigman phân tích câu cuối cùng này. Alo. Alo. Dạ, thưa sư, câu số 3. Mù lăng khanati attano, chữ mù là trường âm thường, chữ lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ khá là đoạn âm, chữ na là đoạn âm, chữ tí là đoạn âm, chữ át là trường âm nhấn, chữ tá là đoạn âm, chữ nô là trường âm thường. Còn có sai xin sư sửa. À, alo, sao quý vị không tự tin chính mình hết? Đọc đã đúng rồi mà còn nói đuổi có sai thì nhờ sửa. Trong khi Sư Kim này, Sư Dung Nguyễn tặng hoa ha. À, đọc xong là tự tin quá đi. Vậy mà còn nói là có sai, sửa. Đúng, đúng rồi, sửa gì nữa mà sửa. À, Mù lần Khanati Tano, câu số 4 giống hệt câu số 3. Tức là nó cây đầy đủ ba loại trường âm ha. Trường âm thông thường là chữ mu và chữ nô, chữ đầu và chữ cuối ha. Rồi trường âm nhấn á, là chữ ắt. Và trường âm đọc theo giọng nguyên âm là chữ lăng. À, như vậy là rõ ràng quá rồi. Sao hôm nay đại diện đạo tràng ba vị ha. Chiếc kim này ha, chiếc dùng nguyên là chiếc trầm man ha. À, thấy thoải mái ha. Càng ít người lên thì chúng ta càng có nhiều thời gian. Và quý vị là những người đại diện cho đạo tràng ha. Có một cái sự nhận định, có một cái sự phân tích, có một cái nhìn rõ ràng, chính xác. À, trong cái bài học 247. Vậy thì câu số 3, câu số 4 sau khi phân tích xong, cái giọng đọc của chúng ta sẽ liên lạc với nhau ha. Y thề qua mê solo cát mình mù lần khanati attano. Y thề qua mê solo cát mình mù lần khanati attano. Y thề qua mê solo cát mình mù lần khanati attano. Rồi, như vậy thì quý vị thấy trong trường âm và đoạn âm câu Phật ngôn 247 có gì thắc mắc không? Alo, có gì thắc mắc không? Không có gì thắc mắc. Rồi, bây giờ chúng ta đọc ha. Phân tích đúng quá rồi, nhận định thấy cũng rõ ràng quá rồi, còn gì mà thắc mắc?
Rồi bây giờ chỉ có anh có tự tin hay không để cái giọng đọc của chúng ta khi mà phân tích đúng, mà mình đọc sai á cái đó mới thắc mắc à. Còn bây giờ phân tích đúng, đọc đúng thì đó là tuyệt vời. Rồi bây giờ chúng ta đọc cho ha. Sura me rajabha nan chayo naro anuyun chati ithe wame solo kasmin mulang khanati attano. Sura me rajabha nan chayo naro anuyun chati ithe wame solo kasmin mulang khanati attano. Sura me rajabha nan chayo naro anuyun chati ithe wame solo kasmin mulang khanati attano. Uống rượu men, rượu nấu, người sống đam mê vậy, chính ngay tại đời này tự đào bới gốc mình. À, chúng ta đọc ba lần à, ba lần đọc liền một hơi. Nhưng tại sao không đọc và dừng lại cái câu số 2? Bởi vì câu số 2 cuối câu là một đoạn âm không thể dừng được. À, mà chúng tôi để cho quý vị mệt nghỉ, muốn chọn trường âm nào đó để mà dừng thì cứ dừng, tùy theo hơi sức của quý vị. Nhưng mà không được dừng lại chỗ chữ tí ha, không được dừng lại đoạn âm. Cái này dễ hay là khó? Dễ, bởi vì cái hơi của quý vị mà coi như như nó ngắn thì có thể tới chữ vô dừng lại cũng được, bắt đầu câu số 2 vô dừng lại cũng được. À, còn dễ ợt ha, rồi để coi cái người mà khi dễ nói rằng dễ ợt, quý vị nghe đọc trước nè để coi có dễ ợt hay là khó nè. Mời chị Kim. Con xin kính chào sư trí đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Còn để nó nói lên vậy để cho sư khỏi mất công nói. Vậy ở con đi học làm gì, vậy ở con giỏi rồi, con nhà con học mình con luôn đi, đi lên làm gì. Con thấy biết thế nào sư cũng nói chữ đó, con đánh chức cho sư khỏi nói vậy mà. Con cảm ơn Dung Nguyễn với Domain 45. Ôi, 45 là 45. Còn thích nhất là chữ nhanh, chữ năm đó, nhăm 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 như đấy, giống như trường âm có một ruồi nhá. Trời ơi, thôi để con đọc cho rồi, để trả bài đi, để em thử sự nói dễ ợt mà không đọc không dễ ợt chút nào. Không được dùng ở chỗ đoạn âm, tức là không được dừng câu số 1 và cũng không được dừng ở câu số 2, tại vì nó là chữ tý. Rồi chọn cái trường âm nào giữa câu cũng được để mà ngừng, tùy theo cái hơi của mình. À, trời hơi còn đến gần hai hơi mới được đó sư, miễn sao đọc cho nó suôn sẻ được rồi đó, không có bị sư la là được rồi đó. Thôi bây giờ để con đọc đi, để sư nói lần nào nó lên nó cũng nói dài, giọng nó nhiều, mỏ nó nhọn dễ sợ, chứ thích nói dễ sợ. Còn nhiều giờ mà sư có mấy người đọc thôi sư ơi, mới có 2 giờ rưỡi à. Thôi con đọc cho rồi để sư cho con chè nữa. Không sao, thầy con bắt đầu con đọc rồi. Sura me rajapa nành cha yo naro anu chung chati ite wa me so lo kasmin mu lăng kanati aktano. Sura me rajapa nành cha yo naro anu chung chati ite wa me so lo kasmin mu lăng kanati aktano. Kanati aktano mù lần kanati aktano sura me rajapha nành cha yo naro anu dùng cha ti ý thề qua mề so lo kasmin mù lần kanati aktano. Ai, đọc một hơi giống sư cũng khó, sư đọc một hơi mà 3 lần, công nhận sư hơi dài. Sư đọc cái này chắc chuyên nghiệp luôn, sư hay, sư biết giữ hơi hay thiệt. Còn xin bái phục sư phụ, để con gán đọc một lần, không có ngừng có được không, để con gán coi, để hết hơi chút cái này.
Sura me rachapa nành cha dồ na rồ anu trùng cha ti ít thề qua mề sồ lồ khát miền mù lằng canada ti ắc ta nồ. Vậy cũng được rồi đó. Uống rượu men, rượu nấu, người sống đam mê vậy. Chính ngay tại đời này, tự đào bới gốc mình. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có cái hai câu kỳ này sư giới Đức cũng dịch ngắn lắm sư. Là rượu say ma tí dễ vui là tự đào lỗ chôn vùi thế gian. Mà sao chôn vùi thế gian dữ vậy ta? Chôn vùi thế gian là tự đào lỗ chôn vùi. Con không hiểu câu này, con cứ đọc vậy thôi. Hồi con thấy trời ơi, sư cho con ba cái bông hướng dương, tức là không có sai đâu. Còn Dung Nguyễn thì cho sáu luôn, còn The Man for Five. Bây giờ mời The Man lên tiếp nghe. Dạ, con xin chào mai.
để ai trong cái room này, nhất là Sĩ Kim nè, rồi Sĩ Tử Mến, Sĩ Dung Nguyễn, nghĩa là đồng hành, nghĩa là nhất nam viết hữu mà. Dù có 10 người nữ nữa, một mình huynh minh tâm mà thấy cũng vẫn là thấy quan hỷ liền ha, có sự đóng góp nam nữ bình quyền chứ. Rồi bây giờ mời Sĩ Tử Mến. Alo. Dạ, thưa sư, con xin đọc câu số 247, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Uống rượu men, rượu nấu, người sống đam mê vậy, chính ngay tại đời này, tự đào bới gốc mình. Su ra mê gia già gia gia bà nàng cha dù na rồ anu dùn gia ti ít thề và mê sô lô cát min mù lăng khana ti ạch nô su ra mê gia già gia gia bà nàng na rồ anh gia ti ít thề và mê sô lô cát min mù lăng khana ti ạch nô su ra mê gia gia bà nàng cha dù na rồ anu dùn gia ti ít thề và mê cát min mù lăng ti ạch nô. Dạ con xin hết. Dạ con kính đảnh lễ sư trí đức. Dạ con kính chào các cô chú ạ. Ôi con xin phép đọc câu pháp cú 247. Dạ con cảm ơn cô Kim ạ. Su ra mê ra gia bành, con đọc lại. Su ra mê ra gia bành nằm cha dồ ná rồ anu chun cha tí y đề qua mê sô lô cá mình mù lăng khà na tí át ta nô su ra mê ra gia bà nhằn cha dồ na rồ anu chun cha tí y đề qua mê sô lô cá mình mù lăng khà na tí át ta nô su ra mê ra gia bà nhằn cha dồ na rồ anu chun cha tí y đề qua mê sô lô ca mình mù lăng khai na tí át ta nô uống rượu men rượu nấu người sống đam mê vậy chính ngay tại đời này từ đào bới gốc mình. Dạ bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ chắc cũng còn thời gian cho con phép đọc lại cái chỗ này. Con đọc lại câu pháp cú 247 lần nữa ạ. Su ra mê ra gia bàn nằm cha dồ na rồ anu chun cha tí ý đề quá mê sô lô ca mình mù lăng khana na tí át ta nô. Dạ con đã đọc xong ạ. Con kính dâng bích đến cho ngài. Dạ con Nam mô Bố Tha Giá. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ không? Chúc mừng phe ta ha. Trời ơi, vô đây còn phe ta, phe địch nữa, khổ thiệt. Đọc hay là có người ủng hộ tặng quà, chứ đâu phải là phe ta đâu. Đọc sai, chúng tôi vẫn chỉnh như thường, chứ đừng có nói là phe địch ha. Rồi, quý vị tuyệt vời. Câu Phật ngôn này ngon dễ mà cũng hơi khó, tức là nhiều khi nó dính chùm với nhau đó. Chúng ta
dễ dễ bị phân tâm, nhất là câu đầu tiên ha, Sura mê ra gia bà nành cha, câu này là thích từ men nè, đọc nhanh quá dễ bị vấp cái câu đầu tiên ha. Nhưng mà những câu sau rồi khi mà nhận định và chúng ta có sự chú tâm thì giọng đọc của chúng ta sẽ ổn thôi. Rồi bây giờ chúng tôi ôn lại rồi đi qua một cái âm điệu khác. Sura mê ra gia bà nành cha dồ na rồ anu chùn cha tiếu ít hề quá mê sô lô cát mình mù lần khá. Cái giọng kinh thì chúng ta chỉ có được một giọng thôi, chứ không có dừng lại câu số 2. Câu số 2 khi chúng ta dừng lại nó là trường âm, cái chữ cuối. Còn ở đây chúng ta phải đọc liên tục, mệt nghỉ, chứ không thể dừng lại nơi cuối câu số 2. Quý vị chú ý ha, khi nào mà câu số 2 cuối nó là trường âm thì đó là một câu dễ đọc. Còn câu số 2 mà ở cuối là một đoạn âm thì chúng ta khi đứt hơi phải dừng lại nơi trường âm, chứ đừng có dừng lại nơi đoạn âm. Rồi bây giờ đọc lại ha. Sura mê ra nha bà nành cha dồ na rồ anu chùn cha ti y thề quá mê sô lô cát mình mù lần khana ti át ta nồ. Đó là giọng kinh ha. Bây giờ qua giọng kệ ha. Chúng ta kệ thì đọc sao cũng được hết ha. Nhưng mà quý vị nào để cả mình quan hỷ thỏa thích với cái câu Phật ngôn này, nhất là khi mà chúng ta tâm đắc một cái gì đó, chúng ta hãy tự mình nói lên bằng giọng kệ, không phải là giọng kinh nữa ha. Sura Meraya Yabanan Chayo Naro Anuyun Chati Ithewame Solo Kasmin Mulankana Tiyan Tano. Sura Meraya Yabanan Chayo Naro Anuyun Chati Ithewame Solo Kasmin Mulankana Tiyan Po. Sura Meraya Yamanan chay yo naro a nuyun chati ithe wame solo kasmin mulang khana tiam ta no. Sura mera yamanan chay yo naro a nuyun chati ithe wame solo kasmin mulang khana tiam ta nô. Uống rượu men rượu nấu, người sống đam mê vậy, chính ngay tại đời này tự đào bới gốc mình. Một câu tám từ chúng ta chia làm hai bốn bốn, và chúng ta có một âm điệu, một câu lên một câu xuống, đọc một lần hai câu cũng giống như đọc giọng kinh. Nhưng mà qua giọng kệ thì chúng ta cảm thấy theo âm điệu đó nhiều khi trường âm âm, chúng ta có thể du gì ha, chứ không phải đọc giống hệt như là giọng kinh. Rồi trong đạo tràng của chúng ta ai là người lên kệ đầu tiên này? Ô xà thủ Sư Mê-ta, hồi nãy giờ ngồi im ru á. Rồi mời Sư Mê-ta. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, con kính lễ Ngài Thị Đức cùng chư Tôn Đức Tăng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, có lúc con không có ở trước máy cho nên con dạ thôi thì bây giờ con cũng chưa đọc, con xin đọc lại câu pháp cú 247 ạ. Dạ con quên coi có quý vị có nghe được không? Hay là âm thanh của con như thế nào? Dạ, cảm ơn Sister Man cho biết đã nghe được rõ.
Dạ bây giờ con xin đọc gì con chưa đọc. Su ra mê ra giá hà nành chá dô ná rồ á nú dùn chá tí ý thề quá mê sầu lồ cá mình mù lặng khá ná tí á tá nồ. Su ra mê ra giá ba nành chá dô ná rồ á nú dùn chá tí ý thề quá mê sầu lồ cách mình mù lằng khá na tí ách tá nồ. Dạ con cũng xin kể luôn. Xu ra mây ra giá ba năm cha dô na rô nhuôn cha tì ý thế qua mây sổ lô cách mình mù lăng kha na ti ạt ta nô su ra mê ra dạ ba năm cha vô na rô a nu nhuôn cha ti ý thế qua mê sổ lô cách mình mù lăng kha na ti ạt ta nô. Uống rượu men rượu nấu người sống đam mê chính ngay tại đời này tự đào bới gốc mình. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, để con tìm bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con không thấy đâu, thôi con xin trả máy lại cho Đào Tràng ạ. À, con kính đảnh lễ Ngài Thế Đức, con kính chào các cô tu nữ phúc hạnh và con kính chào các cô chú dạ con thấy ai giơ tay con kể trước thì con mời cô Thêm Mẫn ha, cô Kim. Dạ, con xin phép kể câu Pháp Cú 247 ạ. Sura meya ya pangyan cha yonaro anuchun cha ti ite qua me solo kamin mulang khana ti atano sura meraya pangyan cha Yonaro anuchun chati ite kwa meso lokamin mulang khana ti atano surameya rapanchano yonaro anuchun chati ite kwa meso lokamin mô lăng kha na ti em rượu nấu này tự đào bới gốc mình và dạ, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã kể xong rồi ạ, con kính đánh đạo tràng Nam Mô Bổn Thầy Giá.
Alo, 123, 123, sĩ số cả. À, vô biến cầm mic nha, rồi sĩ Dung Nguyễn yêu cầu. Rồi sĩ số cả nói là không ai đưa tay lên đọc gì hết. À, chính mình vừa đọc trước cho người ta nghe nhé, rồi người ta họ mới hưởng ứng. Thấy sĩ số cả đọc hay quá rồi người ta bắt chước. À, sĩ số cả vô người âm ru ha, rồi sĩ cố biển cũng vậy. Rồi rồi chị Christina sẽ kêu lên hay sao bỏ của chạy lấy người. Rồi bây giờ còn vị nào đọc nữa không, dòng kinh hoặc là dòng kệ câu Phật ngôn 247. Nội dung câu Phật ngôn này chỉ nói về giới thứ năm mà thôi ha. À, chỉ nói lên cái giới thứ năm, còn cái giới thứ nhất, giới thứ nhì, giới thứ ba, giới thứ tư thì câu Phật ngôn 246 đã nói lên rồi. Bây giờ câu Phật ngôn 247 chỉ ám chỉ về rượu men, rượu nấu ha. Làm sao còn ai lên đọc nữa không, câu Phật ngôn 247? À, nếu không ai lên đọc thì chúng ta thảo luận về câu Phật ngôn 247. À, bây giờ chúng ta đọc trước ha. Rồi vị nào hưởng ứng thì đưa tay. Sura me raya ban cha yo na ro anu yun cha ti the wa me so lo kas ming mu lang khanati attano. Sura me raya ban nan cha yo na ro anu yun cha ti the wa me so lo kas ming mu lang khanati attano. Sư là mê ra gia bà nành cha dô na rô anu dùn cha ti y thề quá mê sô lô cát mình mù lần khá na ti át ta lô. Uống rượu men, rượu nấu, người sống đam mê vậy chính tại, chính ngay tại đời này tự đào bởi gốc mình. Rồi, các bạn tay nào không? Nghe đọc kiểu này thì giật mình sợ, không dám đưa tay ha. Rồi, thôi bây giờ quý vị không đọc thì thảo luận nha. Câu Phật ngôn 246, 247, 248 cùng một duyên sự. Nhưng mà bây giờ câu Phật ngôn 246 nói lên sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Một câu Phật ngôn nói lên bốn cái giới điều. Nhưng mà riêng câu Phật ngôn 247 này chỉ nói lên một, đó là suốt ra uống rượu. À, chữ ba ná, ba năng là uống ha, mê và da là chất say, uống rượu và chất say thì được gọi là rượu men, rượu nấu. Với rượu men, rượu nấu này, người nào có sự đam mê trong đó, à, có sự đam mê trong đó, mà khi mà đã đam mê trong đó thì chính ngay tại đời này ha, ngay cái cuộc sống này, mình tự đào bới cái gốc của mình, tức là mình say sưa ngã gió đi xiên nằm bờ té bụi như điên khác nào, tức là mình không còn biết mình là ai, mình không có sự ghi nhớ, không có sự biết mình, không có sự chánh niệm, không có sự tỉnh thức. À, mình là người mà giống như một thầy ma biết đi. À, tức là ngay chính tại cái đời này này, cái cuộc sống này, mình không biết mình là ai, tức là do đam mê rượu men, rượu nấu, à, mà mình đã tự đào bới, tức là tự chặt đứt con đường thiện pháp của mình. À, khi mà đã nhậu xỉn, nhậu sai rồi thì thần men cũng nhập vô rồi. Cho nên người ta sửa đổi cái câu nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nhưng mà họ sửa đổi câu đó là gần mực thì bia, gần mồi thì rượu. À, quý vị thấy, khi mà đã có sự đam mê trong đó thì họ không có tiền, nhưng mà thấy người ta nhậu. Ủa, vừa lên mic hả? À, có ai thấy Sích Số Cá đưa tay đâu? À, Sích Số Cá đâu có đưa tay đâu.
đưa tay lên là mới nhường micro chứ, không chịu đưa tay lên là nó là vừa lên mic à, rồi à, cái này mic ở ngoài chợ hay mic trong vườn hay là mic ở đâu đây mà coi có hả? Ai thấy Shizuka đưa tay không bà con ơi? Bởi vì chúng tôi sử dụng laptop à, cho nên nhìn thấy rõ à, không thấy bàn tay, cho nên chúng tôi mới đi vào duyên sự nói lên. Có chào hả? Có chào nhưng mà có thấy đưa tay đâu, đưa tay mới nhường chứ. Trời ơi, thôi bây giờ mời chiếc Sukha, bây giờ mời này, nghe rõ không, nghe nghe mời không, mời chiếc Sukha với câu Phật ngôn 247 rồi đọc xong rồi lên phân tích ha, nói lên cái ý nghĩa của câu Phật ngôn 247 với đời sống của chính mình ha, thấy trong đề uống rượu men rượu nấu như thế nào. Rồi bây giờ mời bàn tay của Sĩ Su Cá đi. Lâu lâu được vô đậu tràng mà không lên đọc, đó là một cái điều mà bực lắm á. Rồi bàn tay đưa lên đi. À, bây giờ cứ đưa bàn tay lên rồi cái trước khi đưa bàn tay lên đó là coi như ano no đi, rồi cái cho bà con nghe ha, biết rằng mình có mặt trong đậu tràng. Đó, bàn tay đây nằm ngón đẹp quá trời của đất nè, mới có á. Alo. Alo, Shizuka, trục trặc kỹ thuật rồi à, à, quý vị thông cảm à, nhưng mà cái tinh thần à, tinh thần ở Shizuka mặc dù có nhiều trở ngại nhưng mà đến với đạo tràng được thế này thì rất là hoan hỷ. Rồi trở lại vấn đề à, chúng ta đi vào câu Phật ngôn 247 này. Trong câu Phật ngôn 247 chỉ nói lên thuần một cái giới thứ năm, tức là Surame Raja Ba Năng, tức là uống rượu men và rượu nấu. Uống là một chuyện khác, còn cái vấn đề quan trọng là Anujun Chati, tức là đam mê uống để thưởng thức, uống để bước mùi vị, uống để biết sự nguy hại. Nhưng mà Anusun Chati có sự đam mê hay không? Khi một con người đã đam mê vô một cái thói hư tật xấu thì chính ngay tại cái cõi đời này mình không còn biết mình là ai à, mình không còn biết mình là ai, tức là tự đào với gốc rễ của chính mình, tức là những cái căn thiện pháp của mình, những thiện căn của mình đã bị coi như bứng bứng gốc rễ à, tức là không được phát huy, không được làm cho nó tăng thịnh lên. Thì như vậy ở đây có người thắc mắc hỏi rằng trong năm cái giới sát sanh trộm cướp tà dâm nói dối uống rượu, trong năm cái giới này
Thì cái giới nào là quan trọng nhất? Có người nói giới sắc sanh là quan trọng, bởi vì sắc sanh là làm cho cái sống của mình bị tổn giảm, bị tổn thọ. Có người mà sát sanh thì chết yểu, đó là cái quy luật của nhân quả. Cho nên cái giới sát sanh là cái giới quan trọng nhất trong năm giới. Nhưng mà có người khác nói không phải, cái giới trộm cắp á là cái giới quan trọng nhất, bởi vì cái vấn đề trộm cắp á là nó khổ cái là con người mình hồi nào cũng có đề cao cảnh giác, sống không được tự nhiên, an vui tự tại. Bởi vì để tính thì nó rình, để hở thì nó rinh. Cho nên mình sống trong cái sự chập chờn âu lo như vậy thì cũng giống như một cái xác chết cực đi. Cho nên họ nói cái giới thứ hai là giới trộm cắp á, là cái giới quan trọng hơn trong năm giới. Nhưng mà người còn nói không phải vậy. Cái vậy thì bà sống mà không chung thủy mình hồi nào mình cũng đề phòng, mình canh giữ. Cái giới thứ ba là cái giới quan trọng. Mình đi cắn người ta, cắn vợ mình, cắn chồng mình, bởi vì ông không có chung thủy, không có tin tưởng mình. Cho nên sống như vậy thấy cũng khổ lắm. Cái giới thứ ba là giới quan trọng. Trong khi mình đi cắn người ta mà mình không cắn lấy chính mình, cái đó càng khổ hơn nữa. Có phải không quý vị? Nhưng mà có người khác nó không, cái mà thật tín, cái mà coi như là vũ khí để người ta tin tưởng, cái đó là mất niềm tin của người ta, cái đó mới là quan trọng. Bởi vì sống trong đời sống phải có một tâm lòng để làm gì? Để tin tưởng lẫn nhau, chứ không phải để bị lừa gạt, bị dối trá qua đầu môi chốt lưỡi. Chỉ cần người ta nói là ồ cái giới thứ tư này vọng ngữ, nói dối, nói láo, nói không thật, cái điều này quan trọng hơn trong bốn cái giới kia. Nhưng mà còn người ta còn thắc mắc nữa là vậy thì bốn cái giới kia quan trọng dữ như vậy thì thôi bỏ hết đi, giữ một giới thôi, tức là giữ giới thứ năm được không? Nghe nói năm mà bỏ bốn còn lại một, tức là cái giới thứ năm là giới uống rượu này. Như hồi nãy anh Minh Tâm chán lên là vô tửu, nam vô tửu như kỳ vô không, đàn ông không có rượu thì có như đâu có, đó là một nam nhi chi chỉ, hoặc là vô tửu bất hành lễ, một cái lễ nghi gì mà không có chén rượu thì đâu có còn có tính cách nghi lễ nữa. Cho nên nói là bỏ hết bốn cái giới kia, chỉ giữ một cái giới là giữ một giới này thôi là mình có thể hoàn hảo. Thì họ mới đưa điều kiện thôi, bây giờ sát sanh coi người cũng nguyện giữ trọn ha, rồi trộm cướp cũng giữ trọn ha, không tà hạnh cũng giữ trọn ha, rồi nói dối cũng không vi phạm ha. Thôi bây giờ cái giới thứ năm này mình vi phạm đi, chỉ còn bốn giới kia đâu có sao. Đa số thắng thiểu số mà, mình giữ được bốn giới kia còn cái giới này thì vui bạn bè chút đỉnh nhầm nhò gì. Thế là thử để rồi đi vô con đường nghiện ngập đam mê. Rồi khi mà ghiền đến cái độ mình không còn tiền để mà cung cấp cho bạn bè, không còn tiền để mà vui chơi với giao thiệp với người ta, thì thân bàn mai dại, thấy người ta nhậu đi ngang qua cũng ma men nó nổi lên, rồi cũng bày mưu tính kế, đi ngang qua rồi sòng sòng bước vô cái bàn nhậu người ta, ai kêu tôi đó, ai kêu tôi đó. Nhưng mà thật sự đâu có ai kêu, thằng men dẫn mình tới, yêu mình tới, và tự mình nói lên những cái lời dối trá, đâu có ai kêu đâu, mà cũng bước vô, ai kêu tôi đó, rồi cũng ngồi xuống, rót rượu ra, mời người này người kia. Thì họ cũng đang trong cái cơn say xỉn,
mà thấy có người nhiệt tình vô rót rượu mời kiểu này, thấy ồ thầy ta là ha, cũng biết nhậu nè, rồi cũng biết coi như kính chay nhường giới nè, đến cũng chào bạn vô ba ra bảy rồi này kia, thấy cũng đúng luật. Thế là thầy ta ngồi vô chuyện anh chuyện tôi chuyện trên chuyện giới trên trời dưới đất đem ra, và khi mà mình không biết mình là ai, thằng men đã nhập vô rồi thì gốc rễ của mình là thiện căn không còn nữa. À thì quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta vi phạm cái dòng thì bốn cái giới trước chúng ta vi phạm thúc thúc. Cái chuyện này không biết có đúng hay không, nhưng mà hỏi được Quỳnh Minh Tâm hồi sau nói rằng người nam mà không uống rượu á, nam vô tửu như kỳ vô phong. À Quỳnh Minh Tâm giải thích dùm câu này đi ha. Alo, rồi thời gian này là chúng ta sinh hoạt chủ đề về uống rượu, rồi xin mời Quỳnh Minh Tâm giới thứ năm nha. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Dạ, con này con thấy trong dân gian ta nói chưa ơi, không phải con nói chưa. Nhưng mà theo như con suy nghĩ thì thật sự ra thì người ta nói người đàn ông là phải giống như là nhìn giống như là bậm trợn dữ dằn, dạ, nó mới giống đàn ông. Chứ còn yếu yếu nhìn người ta nói gà mái, nói gà mái. Tại vì thấy là cái người mà khi mà uống uống rượu vào đó thì coi như là họ có vẻ như là hùng hồn ha, dữ dằn lên, mạnh mẽ lên. Dạ, dạ thì cái điều này nó cũng có, dạ có một cái phần cái lý, vì cái mặt nó đỏ lên, đỏ lên nhìn nó oai phong lẫm liệt ha. Dạ, nhưng mà ví dụ rằng là cái người mà nam hay là nữ gì cũng vậy chứ. Dạ, chúng ta uống vô đó là cái người của mình nó ngầu lắm. Dạ, đàn bà cũng vậy, uống vô thì nó ngầu lắm. Dạ, mình tao đoán vậy thôi. Dạ, chứ không có biết. Dạ, quay trở lại cái giới thứ năm. Dạ, giới thứ năm thì thật sự thì chúng ta thấy một cái điều nó rất là bình thường ở trên thế gian. Giống như mới đây thì thấy rằng ở Việt Nam có vụ xử một cái ông đó, ổng làm bên ngành thẩm phán, tức là tòa án đó, ổng ở ngoài Đà Nẵng miền Trung nha. Nhà ổng thì bị xịt sơn là dục mắm tôm lũng hết, bởi vì ổng sờ mó một em bé ở trong cái thang máy. Thì bị quý vị biết rồi, bây giờ đi đâu cẩn thận camera tùm lum hết trơn. Yeah. Cho nên cuối cùng thì bây giờ hình như là ông đã ở tù mà không biết rằng nó có thọ án hay chưa nữa. Yeah. Không thấy báo chí nó nói, yeah, nó kêu ông có mức án. Yeah. Nhưng mà không biết rằng nó có bắt ông thọ án hay không, cũng không biết, vì cộng sản mà nói đường làm nẻo không biết đường đâu ra. Nhưng mà quay trở lại vấn đề, chúng ta thấy rằng là chỉ có cái việc mà sai xỉn đó, nhiều khi chúng ta phạm cái giới khác như nãy sư vừa nói đó, thì tôi thấy rằng ông này ông là một cái vị làm trong tòa án, ông là người nắm luật, nhưng mà ông sai xỉn thì ông thấy con nít mà dễ thương quá thì ông cũng vẫn sờ mó như thường đấy. Chứ còn bình thường thì chắc không dám đâu, bình thường không dám đâu. Thì chính cái chỗ mà cái vấn đề rượu nó làm cho chúng ta nhiều khi gọi là cái gì á, lá cờ mà nó có gió thổi nó bay phất phới, nhiều khi mình uống rượu vô mình cũng gọi là sung bất tử khùng bất tử. Vì thế cho nên nhiều khi bình thường thì không dám nói, uống rượu vô bắt đầu nói vậy, bởi vì rượu nói chứ không phải mình nói. Thì từ cái khẩu á, do cái rượu nó điều khiển thì nhiều khi chúng ta cũng nói bậy nữa quý vị. Rồi quý vị thấy đó là mà chúng ta nói bậy thì nó được con cái là nếu mà ai mà chửi mình mà nó rượu nói phải tôi nói, mình có cái để mình đổ thừa, cái đổ thừa rượu nói phải mình nói. Rồi cái chuyện mà chúng ta hành động cũng vậy, nhiều khi có nhiều người họ mượn chút rượu vô để họ làm cái việc bậy này việc bậy kia,
Rồi nhiều khi khi mà chúng ta sai đó thì chúng ta cũng làm mà mình không biết mình làm cái gì, làm không biết mình làm cái gì. Và một cái câu chuyện mà thời của Đức Phật á, thì thấy rằng có một cái ông, một cái vị sư đó, nhà vị sư đó thì thần thông rất là giỏi, rất là giỏi, thường hay gọi là biểu diễn, thường hay biểu diễn thần thông, là coi như thiên hạ người ta rất là kính nể, kính nể cái vị sư này, vị sư này hay biểu diễn, thì người ta kính nể thì người ta mang những cái vật mà quý mến người ta dâng lên, dâng lên thì trong đó nó có cái lọ nước mà uống vào thì nó xỉn, rồi xỉn, thì cứ dâng ông uống thấy chắc là cái nước nó ngon rồi, ngon như là ông uống tới thôi, uống một hồi nó thì ông xỉn, ông xỉn thì lúc này là coi như ông hoạn rồi, thì sau đó Đức Phật đến đó thì ông ta cũng không biết Đức Phật là ai, ông ta hình như là đạp lên cái chéo y của Đức Phật cái gì đó đại khái như vậy, thì mình thấy rằng là coi như đi đứng không vững, thì lúc này đâu còn là thần cái thông gì nữa vậy thấy, thành thử ra cái rượu nó rất là nguy hiểm, rất nguy hiểm. Và vì thấy rằng hầu như trong chuyện võ lâm, thì người ta cũng có cái chiêu rằng là chuốc rượu, chuốc rượu những cái người mà giỏi võ đó thì họ xỉn rồi đó thì họ sẽ không có thể nào mà họ họ đánh võ giỏi được, cho nên là họ đành phải thua. Thì chúng ta thấy trong cái vấn đề say xỉn thì thứ nhất là nó làm cho cái não bộ của chúng ta nó không có phán đoán một cái cách hay. Còn một cái điểm ấy, vì thấy rằng cái sự sắc bén của cái việc suy nghĩ của mình nó không có, bởi vì lúc này cái não mình nó bị tê, cái não mình nó bị tê, cho nên quý vị thấy rằng những người mà họ xỉn, tay chân của họ cái gì cũng chậm chạp á, rất là chậm, bởi vì cái hệ thần kinh nó bị tê, quý vị, nó bị tê, cho nên chúng ta làm cái gì cũng cũng chậm chạp, và suy đoán hay là làm cái gì nó cũng dở đó, cho nên đối với cái người xỉn đó, thì thân khẩu ý của ba cái này nó hoạt động là nó hoàn toàn trong vô minh quý vị, trong vô minh, tức là chúng ta không thể nào nói rằng là tôi làm có niệm được, khi mình tỉnh nó không nói rằng là tôi làm không có niệm, tôi là có gì làm gì biết nấy, thì cái này nó không có, cho nên đối với người xỉn đó thì tức là quý vị đang sống trong một cái sự gọi là làm theo bản năng, làm theo bản năng, tức là nó không có cái sự trí tuệ nó nằm ở trong đó. Bởi vì thấy rằng làm bản năng thì thường người ta hay hay nói nặng chút là cái con thú thì nó hay làm theo bản năng, con thú làm theo bản năng thôi, nó không có suy nghĩ nhiều, đổi ăn các uống trống mái này nọ cái thì con thú nó cứ thế nó làm thôi, nó không có gì nó phải phải buồn phiền cả. Nhưng mà con người chúng ta nó thì nó là một cái bậc cao, cái bậc nó có cái, cho nên chúng ta có nhiều cái chúng ta làm được mà chúng ta không làm thì chúng ta là con người, cái đó nó cảm thấy không đúng thì chúng ta không làm. Nhưng mà bây giờ cái gì mà uống vào để rồi xỉn rồi thì mình mất cái phần mà gọi là đúng này đó, cái phần nó mất đi, thì quý vị thấy mình rớt xuống thành một cái con nó thấp, con nó thấp, tức là nó cũng muốn nói thì nó nói, muốn làm thì nó làm mà nó không có biết, thì khi mà mình nói mà thấp xuống như vậy á, thì nhiều khi mấy con thú nó cự á, thú nó cự, nó nói lúc này anh so sánh thì coi như nó hơi phiền mấy con thú quá, mấy con thú nói tôi thì không có suy tư giỏi bằng con người, nhưng mà cái lúc này tôi hơn ông này, nói gì tôi mạnh khỏe hơn, tôi mạnh khỏe hơn, tôi di chuyển nó đàng hoàng hơn, tôi nói chuyện nó rõ ràng hơn, vân vân, thì nhiều khi lúc này mình so sánh với con thú, những thú nó buồn cho nên nó thấy rằng từ một cái người ở một cái bậc cao, tức là loài người, mà chúng ta uống vào để chúng ta rớt xuống hơi thấp, hơn thấp hơn cái loài bàn xanh, thì như vậy thì chúng ta thấy có lẽ mình nên suy nghĩ lại tại sao chúng ta phải
đưa mình trở xuống như vậy. Cho nên trong một cái câu thấy là tự đào bới gốc mình, tức là tự mình giết chính mình. Quý thấy như nãy mình tâm so sánh, một người mà say xỉn rồi thì nhiều khi bị so sánh với những con thú, nhiều khi con thú nó buồn, bởi vì con thú lúc đó quý vị có nhiều con chó rất là khôn, quý vị nó rất là khôn, mà lúc nào bị so sánh với nó nhiều khi nó cự, nó nói hề lúc này cũng biết ai hơn ai ai ngay. Quý vị suy ngẫm như vậy. Cho nên tại sao mình phải làm như vậy. Rồi vừa nãy cô Kim nó có thắc mắc là tại sao mà uống rượu lại lại là hại nhiều người, hình như là bên cái câu của sư Giới Đức dịch là như là hại nhiều người gì đó. Xin thưa quý vị thấy rằng có nhiều người phi công đó quý vị, bị tước bằng hành nghề, vì đã phạm luật, tức là uống rượu khi chuẩn bị để điều khiển cái phi cơ. Một cái chiếc gì nó có mấy trăm người ở trên một cái phi cơ như vậy thì số mạng người ta giao trong tay của mình, mà mình xỉn đó quý vị thì không phải mình chết một mình thôi, không phải mình chết một mình mà mình đưa nguyên cái phi cơ nó đi luôn. Quý vị thấy rõ ràng không? Hoặc quý vị lái một chiến xe buýt thì quý vị biết là một chuyến xe bus ở Việt Nam cũng mấy chục người, mấy chục người, mà nếu quý vị mà uống rượu xỉn mà chuyện này xảy ra Hà Rầm rồi. Cái nãy mình tâm nói máy bay thì lẽ nó hơi cao, bởi vì người ta không cho người này lái, người ta sẽ phát hiện ra liền. Nhưng mà với cái mấy cái chú tài xế mà đường trường đó, ở Việt Nam mình đó, thì chắc quý vị thấy ha, từng từng chứng kiến nhiều, tức là say xỉn thì coi như đưa nguyên cái xe nó đi luôn đưa một cái xe đi luôn. Tôi thấy rằng tức là không phải là mình tự đào gốc giết mình, mà mình đào luôn gốc của mấy người khác luôn nữa. Thì ở đây quý vị thấy rằng cái sự bình thường đó, thì cái anh tài xế này anh lái rất là giỏi, rất là giỏi, anh qua đèo cách một ăn một nhưng mà anh xỉn vô một cái rồi thì coi như đèo là anh cũng chúi luôn, đèo cũng chúi luôn. Để mình cái chuyện này chúng ta thấy rõ ràng. Thật sự ở trong room này ai cũng biết chuyện này cả, cho nên chúng ta thấy là tai hại của cái việc mà uống rượu này nó rất là lớn, thì nó rất là lớn và nó ảnh hưởng rất là nhiều người. Ảnh hưởng rất là nhiều người. Thí dụ bây giờ mình nói cái chuyện mà bây giờ nói dối thôi, quý vị phải có cái khoa nói dối thì mới nói được. Nhiều khi quý vị nói dối thì nghe cười, tôi không tin, không ai cũng nói dối được đâu. Phải có khoa bản đàng hoàng mới có thể nói dối được. Nhưng uống rượu này thì ai uống được cả, vậy là ai uống được cả. Mà uống vào thì ai cũng xỉn hết. Quý vị thấy một cái điều nó rõ ràng, uống vào ai cũng xỉn hết. Tức là quý vị làm giám đốc quý vị cũng xỉn, quý vị làm anh bần cổ nông quý vị cũng xỉn, mà quý vị là một vị sư mà thần thông quảng đại quý vị cũng xỉn nữa. Chứ không phải là một vị sư tầm thường, mà là vị sư mà có thần thông quảng đại uống vô thì nó cũng xỉn. Quý vị thấy không? Mà xỉn rồi coi như là không có thi triển được cái gì cả, bởi vì chân này mà nó đá chân kia thì tức là mình nó đi mà còn không được nữa thì bay bổng đi đâu mà bay. Cho nên cái việc mà uống rượu thực sự nó rất rất là hại, rất là hại. Và một cái điểm nữa thì tại sao Đức Phật khuyên chúng ta rằng là không nên uống dù là một giọt, bởi vì thực sự ra thì uống rượu nó cũng cũng khó lắm vậy, bởi vì thực sự nó không có ngon. Minh Tâm uống mà ta không thấy nó ngon, không thấy nó ngon, nhưng Tâm nghĩ rằng uống riết chắc là nó ngon. Ví dụ như hút màu đỏ mặt có thấy không? Nhưng mà hút một thời gian thì họ lại không có điếu thuốc thì không được, thì cái uống rượu nó cũng vậy. Thật sự ra nếu mà chúng ta cùng một lúc chúng ta uống nhiều vô thì có thể mình lập tiếng ói ra liền, bởi vì nó là một cái độc tố, nó sẽ không có chịu đâu, không có chịu đâu. Nhưng mà tại sao người ta có thể uống lít này qua lít kia, tức là nó phải tập. Có gì để nó gọi là thường cận y duyên, tức là cái sự rèn luyện hàng ngày chúng ta mới là trở thành cao thủ uống rượu được. Chúng ta mới sáng sai chiều chỉnh tối lên đinh được. Chứ như Minh Tâm bây giờ quý vị mà quý vị kêu Minh Tâm mà sáng sai chiều chỉnh tối lên đinh liền thì làm không được, làm không được. Người này họ chưa có quen,
quý vị phải từ từ quý vị nha, phải từ từ, một ly hai ly rồi bắt đầu xị hai xị rồi mới tới 1 lít 2 lít. À, thì đây cái điều mà ta thấy rằng Đức Phật dạy chúng ta đừng có tập ở ngay những cái giọt đầu tiên thì chúng ta sẽ né được, chúng ta sẽ tránh né được. Và cái quan trọng ở cái chỗ rằng là uống rượu nó sẽ không còn là con người nữa. Nhiều khi nói ra thì nó hơi nặng, nhưng quý vị cứ xem những cái người mà họ xỉn rồi thì quý vị thấy là cái người này thật sự ra họ không làm cái gì cả, nên tâm nghe nói lúc đó thôi nha. À, chứ sau này họ tỉnh lại thì không dám nói, không dám nói. Nhưng mà ngay lúc đó nó có gì, khi họ tính toán họ tính không được, khi họ làm cái gì họ làm không được, họ không làm cái gì cả. À, nhưng mà nhiều con thú thì nó làm được nhiều cái lắm, mà lúc đó thì con người làm không được. Tại sao mà làm không được? Vì lúc này chúng ta không còn là chúng ta nữa, rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Thì thử ra phải thường xuyên quán cái giới thứ năm nha, quán cái giới thứ năm để chúng ta tránh né. Và trước khi minh tâm dứt tời cũng đã sắp hết rồi, thì khoa học cũng có nói rằng là người uống rượu đó quý vị, thì trong não của chúng ta đó, nó sẽ tiêu diệt một số cái tế bào trong não của mình. Tức là cái người uống rượu lâu năm đó thì cái não người này họ suy ngẫm yếu lắm, họ suy nghĩ yếu lắm, họ không có còn minh mẫn, họ không còn thông minh nữa, vì số tế bào ở trong não đó, nó bị mất đi, nó bị hủy diệt đi. Thì đó là khoa học người ta nói. Thì mình cũng nên suy ngẫm tại sao chúng ta là một con người thông minh, một con người mà gọi là nói ra là dạng người tin, dạng người nghe, mà chúng ta nhậu để làm gì nữa, rồi sau này mình muốn nói ra ai cũng cười, bởi vì những cái lời mình nói không có lọt cái lỗ tai của ai hết cả. Thì mình phải suy ngẫm lại. Chúng ta nên từ trong bóng tối mò ra ánh sáng, chứ đừng nên để một người đang thông minh, khỏe mạnh, sáng suốt rồi lại lần mò đi vào cái người mê muội, một cái người nói tầm bậy tầm bạ, nói không ai nghe, không ai tin. Thì như vậy giống như chúng ta đang từ chỗ hơi hơi sáng mà chúng ta chạy tuốt vô trong tối tui luôn. Thì mình nên nên suy ngẫm ở cái chỗ đó. Bởi vì cái gì cũng vậy, mọi chuyện do mình quyết định, uống hay không là quyền của mình. Quý vị thấy một cái giai đoạn rất là xa nha, từ cái lúc mà cầm cái ly, nếu chúng ta có sự ghi nhận cho đến lúc mà nó vô tới bao tử á, thì nó có cả dòng dòng nhiều cái tâm thức nó đi theo. Và nếu chúng ta ngăn ở khúc nào đó thì nó không thể là vô bao tử chúng ta được hết. Thì tự mình cố gắng đừng đổ thừa ha quý vị. Bởi vì lớn rồi, mình làm mình chịu, muốn làm giả chịu trách chi ai. Thôi Minh Tâm xin lao xuống, dạ cũng 5:26 rồi, ở bên Việt Nam thì 6:26. Dạ con trả mic lại cho sư cả. Dạ con xin lao xuống ạ. Alo, 1 2 3, 1 2 3, sa thủ Minh Tâm. Còn 3 phút nữa là chúng ta kết thúc. Tức là Huynh Minh Tâm cũng đâu có sai đâu ha, còn tỉnh mà. Biết dừng lại, đó là cái điều rất là quan trọng. Bởi vì khi mà chúng ta đắm say vào nó, tức là chúng ta quên mình. Mà thường thường á, như Huynh Minh Tâm trình bày, rượu men, rượu nấu hoặc là những cái chất mà gây mê làm cho tâm trí của chúng ta mê mờ đi, mê mờ đi, rồi chúng ta không phát triển về tuệ giác, chúng ta không thấy được cái đúng cái sai, và chúng ta sẽ bị lầm lạc. Khi mà con người không có chánh niệm, không có tỉnh giác thì con người của chúng ta sẽ làm bậy làm bạ. Đó là một cái điều rất là nguy hiểm của cái giới thứ năm. Cho nên được sinh làm người là khó, được sống lâu là khó, gặp được giáo pháp là khó, gặp Đức Phật ra đời cũng là một vấn đề khó. Vậy thì bây giờ cái vạn kiếp nan sinh đắc cá nhân, tức là mình sinh ra làm người rất là khó khăn, và ngay chính tại đời này
mà chúng ta lại lại đắm say trong cái này, thì mình tự đầu bới gốc của mình, tức là cái thiện căn của mình, cái tấm lòng hướng thiện của mình, cái niềm tin của mình đối với Tam Bảo sẽ mất đi. Khi mình say xỉn vô thì mình không còn biết mình là ai hết. Thì đó là một cái điều mà tai hại trong năm giới. Thì cái giới này là cái giới quan trọng nhất, bởi vì xin quan dự điều học là cúi tránh xa trong bốn cái giới kia, là cúi tránh xa. Nhưng mà cái giới thứ năm này, xin quan dự điều học là cúi tránh xa sự dễ vui, có sự dễ vui trong đó, cho nên mình muốn quên mình. Mà khi quên mình tức là chúng ta tự chôn lấy chính mình. Dễ vui phóng dật là con đường chết, mà chánh niệm tỉnh giác là con đường sống. Quý vị có nghe cái danh từ những thây ma viết đi không? Khi chúng ta quên mình, chúng ta không kiểm soát được mình, không tự chế được mình, không làm chủ được mình, thì chúng ta là những con ma viết đi. Và con thần này sẽ nhập vào chúng ta. Trong thời kỳ Đức Phật cũng có những vị bị ma vương nhập vào và quậy phá. Thì bây giờ để tránh cái trường hợp đó, chúng ta không đụng vào cái này, thì chúng ta sẽ tỉnh táo làm chủ được chính bản thân. Đó là điều quan trọng mà chúng ta sống có ý nghĩa là con người. Bởi vì sinh làm người, sinh làm chư thiên rất là khó, giống như cái sừng bò. Một con người mà dễ vui quên mình á, thì rơi xuống biên giới khổ cảnh địa ngục ngạ quỷ súc sanh và Atula, giống như lông của con bò. Buổi sinh hoạt của chúng ta với câu Phật ngôn 247 đến đây xin được kết thúc. Với phước lành, chúng ta học hỏi những lời Phật dạy để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được thăng hoa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để trở thành phúc quả rồi phụ trì chúng sanh. Những người tu giới bố thí và tam thiền, xin qua lực vô biên, chư toàn giác độc giác và kinh văn chính chúng, phụ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tên là Sachavache Na Sô Thị Vô Phô Thủ Sơ Bà Đà. Do lời chân thật này kính dân và phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiện hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc. Kính chúc quý vị một đêm an vui, một ngày an lạc. Xin phép được đóng gương mặt.